Ok, thì hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với Vlog tại nhà của tôi trên Hà Nội nha anh em. Thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian năm 2023 vừa qua, và cũng như tôi cố gắng cái kênh YouTube của tôi để phát triển cái Vlog và cũng như là phát triển về cái livestream. Thì hàng ngày thì anh em có thể đón xem những cái Vlog và cũng như là ủng hộ tôi trên mỗi phiên livestream trên mỗi 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày nha anh em, 8 giờ tối đến 24 giờ mỗi ngày. Thì hôm nay tôi quay vlog tại Hà Nội thì hiện tại hôm nay là thứ năm, lên Mộc Châu vào ngày chủ nhật nha anh em. Đấy, thì chủ nhật thì tôi sẽ di chuyển lên Mộc Châu và tôi sẽ làm vlog cho anh em xem. Thì tôi với bạn tôi đấy, thì hai thằng và có thêm một ông anh nữa, hai thằng và một ông anh, thì sẽ đi ba người sẽ đi Mộc Châu để mà gọi là đi chiêu chiêu du xuân thôi anh em. Đấy, thì rất mong anh em xem cái vlog của tôi và tôi và ủng hộ tôi trên mỗi chặng đường ở phía trước nha anh em. Cảm ơn những người em rất nhiều. Hiện tại thì đến hôm nay tôi làm YouTube là ngày 5 tháng rồi anh em. 5 tháng. Mới ngày đầu không biết quay hay là không biết nói chuyện hay là không biết gọi là edit video, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng để khi mà mình quay nhiều cái video, quay nhiều cái vlog hơn thì mình có thêm nhiều cái kinh nghiệm để mà mình xây dựng được cái kênh YouTube này sao cho nó chuyên nghiệp nhất và cũng như là chỉnh chu nhất có thể để anh em đón xem những cái video chất lượng và cũng như là đầy tính chất là vui nhộn. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog này của tôi nha anh em. Thì anh em xem vlog nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ tôi bằng cách like và subscribe, đăng ký kênh giúp tôi nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và một lần nữa thì hẹn mọi người vào vlog tiếp theo của tôi nha. See you, xin chào cả mọi người nha. Bye bye.